Bữa nay vô đây làm gì đó? Con vẽ hộp màu. Vẽ hộp màu hả? À, hôm nay vô đây sẽ tô màu con cù và con heo. Đúng không? Bây giờ mẹ chỉ cho con tô ha. Con nhìn thấy cái hình ở trên đây không? Đây, cái hình con heo nè. Đó, con thấy chưa? Con heo này màu gì? Màu hồng, đúng rồi. Vô tay lấy cây màu hồng, đúng rồi. Bây giờ vô tay tô con heo nha. Tô con này trước. Con này hả? Con này trước hả? Nè, con nhìn cái hình trên đây nè. Con tô đúng màu giống trên đây nè. Rồi, bây giờ con tô cái đầu con này trước đi. Màu hồng. Tô cái đầu nó thôi. Đó. Tô cái đầu này thôi. Ừ, tô cái mình đó nữa. Y chết rồi. Tô lem quá vậy. Rồi. Tô cái đuôi nữa. Tô cái chân đi. Cái chân dưới đây còn không nè. Chân nhỏ này nè, thấy cái chân nhỏ này không? Cái chân nhỏ này nè. Con tô hết luôn, tô hết cái chân luôn. Hiểu không? Con hết chân này nè. Nè, rồi. Tô chân này nữa nè, chỗ này nữa. Tô con heo nữa hả? Thôi tô con bên đây xong đi rồi mình tô tới bên đây. Ha. Tô đi. Cái chân này nè, cái chỗ này nè. Tôi giữ chân á. Ừ, đúng rồi. Xong chưa? Rồi, tới cái chỗ màu này. Cái này là màu da đúng không? Màu da mình lấy cái này nè. Cái chỗ này nè. Đó. Chưa? Ừ. Đúng rồi, màu đó đúng rồi. Tay thì đang chọn con để mà tô tiếp. Con đó con gì con? Con bò. Còn con bên kia là con gì? Con đang ngậm cục xương kìa. Con này con gì? Con chó ngậm cục xương á. Lật qua nữa rồi coi có con gì nữa. Con ngựa. Còn con bên đây là con ngỗng. Con gà trống. Là con lừa vô đây. Con này là con hổ nè. Con này là con dê. Vậy vô đây tiếp tục vẽ ha. Mẹ tắt nha, con bye bye đi. Bye bye mấy bạn đi. Bye, ok.